mà đến Đà Lạt là phải đi chợ đồ xin. Xin chào bạn, và chúng mình là Team Unbox. Hiện tại thì Team Unbox đang có mặt tại chợ đồ xin Đà Lạt. Và ngay nói thì đây là chợ đồ xin, còn ăn đứt cả Sài Gòn lẫn Hà Nội luôn. Nghe nói là đây là bà tổ của chợ đồ xin luôn. Rồi, mà tỷ lệ mà săn được cái đồ gọi là hàng âu này, hàng hiệu ở trong đây á, còn cao lắm luôn đấy. Và giá là rất rẻ. Mà chợ đồ xin Đà Lạt á nha, là mình thấy được rất nhiều diễn viên, nghệ sĩ đến săn đồ rồi. Ai nhờ ai? Hồi đó là có cô em Trendy nè, có luôn Châu Bùi. Rồi. Em coi story em thấy có của Trang Hí nữa. Nhiều lắm. Và rồi thì bây giờ thì hãy cùng chúng mình vào trong thử đi săn những món đồ siêu rẻ, siêu lạ và có xem là có săn được hàng hiệu không nhá. Với lại biết đổi hai đứa mình luôn, biết đi chơi Đà Lạt luôn. Ok. Let's go. Bên đây. Bên này. Bên này. Ủa giờ đi lộn. Ui, ai tụi mình thấy cái này rất xinh mọi người. Có 20.000 à, nhưng mà nó hơi to, không mặc được ấy. Thôi đi tiếp đi. Mình đang tiến vào khu chợ đồ xin. Vì trời Đà Lạt khá là lạnh, thế là mình cũng muốn đi tìm thử mấy cái áo khoác ấy, áo khoác chắn gió ấy, để đi đường buổi tối. Thì đây khá là nhiều đồ vintage. Lấy rất là nhiều áo chắn gió luôn ấy. Chắc là cái này hợp với Linh này. Kim sa hột liệu đồ đó. Và cái đống ở dưới này đồng giá 30k nha mọi người. Oh my gosh. Ôi. Xinh mà. Xinh nha. Được ý. Hey, được, lấy cái này. Mình mới tìm được một con áo khoác cũng ok la nha. Để đi mua đi gió mà 30k. Tìm được con áo trước vậy. Mọi người biết cái khó trong này cái gì không? Tức là ở chợ đồ xin hồi đó mình đi là Hoàng Hoa Thám, thì tụi mình sẽ nhảy vào trong cái đống đó xong bới lên luôn. Còn ở đây tụi mình chỉ đứng ngoài xong rồi với vào vậy nè. Nên là nó sẽ có một số cái gọi là không được. Ví dụ muốn lấy những cái ở dưới lên rất là khó. Bên đây sẽ được phân loại mọi người. Ví dụ như đây là áo polo, bên đây là áo sơ mi. Ê Linh, Linh mặc đôi không Linh? Ôi xinh quá. Nhưng mà 150 thôi, mắc không? Mắc. Đây là quầy đồ da. Mình nói chung là đồ si ở cái quầy này là đã được chọn lựa rồi. Đồ si có chọn lọc. Ui, cái này xinh này. Ôi trời ơi. Ôi. Cái này xinh quá mọi người. Cái này xinh quá. Ồ, cái này mình không săn đồ si, mình không biết đâu, nhưng mà cái này có brand. Cái này mọi người thấy thấy logo không? Mọi người có thấy khó phối không? Nếu cái này mọi người sẽ phối với cái gì? Ê, mọi người gợi ý giúp mình áo này phối như nào với vậy? Ê, được á. Được không? Được. Ê, nhưng mà ý là những cái chân bên trong thì nó mát với cái dạng này. Ừ. Đúng không? Nhìn khá hay ấy. Ồ, cool ha. Được ha. Chốt đơn, hai lát nha. Nè, ở trong nó bị sờn hết rồi và có tác đàng hoàng. Mình tên đây là Real. Cái này xinh này, nhưng mà cổ nó hơi cũ. Ê, xinh không? Ôi, được mà. My gu. Mọi người nói mình màu sắc. Trời. Là mình màu sắc chưa? It's my gu mọi người ơi. What's okay chưa? Mình vừa săn thêm một con Jack and Jill nha mọi người. Em đã xem phim Bad Life 1988 chưa? Các bạn xem máy đẳng cấp à? Trời ơi, em biết quý cô da béo cũng có cái tóc xù xong rồi là cái này không? Chính em đó Linh ơi. Ôi, hay quá. Cái gì vậy bà nội? Thực sự ấy, nếu mà các bạn lên đây mà săn áo phao ấy. Ôi, áo phao, áo dài mãi luôn. Rẻ, rất rẻ nha. Còn trên đây mà để tìm đồ mà xuống Sài Gòn mặc được chắc cũng hơi khó ha. Đang đi tìm nè. Nhìn buồn cười. Oh my god. Mắt dạy. Oh my god. Góp. Xinh nè. Ê cái móc khóa cũng xinh. Ôi cái móc khóa xinh quá vậy. Hello Kitty đồ nha. Thì bình thường nếu mà lựa đồ ở shop á thì nó sẽ có mẫu mặt, phải không? Mình ngu quá mình không biết mặc với cái gì ấy. Hoặc là những người mà không có gu như mình thì mặc y nguyên cây của mẫu mặt luôn. Mua full cây về là mặc chắc chắn hợp. Còn đi lựa đồ si cái cầm nào lên cũng ôi xinh đó. Nhưng mặc với gì ta? Nên là rất là khó phối á. Ôi mọi người ơi, coi vừa eo không? Ê, mặc với cái áo tím này hợp không? Ê, ê, cái này hợp. Ê, cái chân váy này mà mặc cái áo vàng vẫn hợp nha. Có 50k thôi. Này, ai chết tiệt. Có xinh quá không nhở? Có xinh. Ê nè, cái váy này trông nữ tính cực. Cái này váy mà.
À. Còn rách nữa này. Chốt cái này. Xin nó đi. Dạ, chốt đơn. Đi tiếp thôi. Một set Đà Lạt. Xịn nhớ Uniqlo luôn. Ồ, chắc xịn nha. Ăn kho đúng. Và đây là đống đồ mà tụi mình đã săn được ở trong chợ đồ si Đà Lạt. Bây giờ tụi mình sẽ cùng unbox nó nha. À mà khoan, trước khi unbox, Oppo Reno 8T. Xinh chưa? Thông cái viền nó bo góc thời thượng cho này. Phần ốp cũng rất là đẹp luôn. Thì tí nữa chúng mình sẽ thị phạm của Oppo Reno 8T cho mọi người xem nha. Thị phạm là gì? Đây là chụp hình á. Hãy dùng mấy cái từ rất là hoa mỹ luôn nha. Cái nữa thì tụi mình sẽ thử thách một cái nữa là mình phối đồ xong, mặc đồ của chợ đồ si nhưng mà sẽ chụp hình bằng em. Oppo Reno 8T này được mua tại Cell Phone S với 8.490.000 là mọi người đã sở hữu ngay được em, đó là vô cùng thời thượng ha. Ngoài ra nha, mọi người còn được tặng kèm góp bảo hành VIP và nhiều ưu đãi khác khi thanh toán qua thẻ tín dụng nữa, đó là tranh thủ chạy ra Cell Phone S bút liền đi mọi người. Còn bây giờ đi, bây giờ unbox nè. Ok, ở đây thì mình đã có được hai bịch ha. Đầu tiên là đây là chiếc yếm của Linh, chiếc yếm bò của Linh. Còn đây là cái váy của chị Thư. Cái váy này em thật sự rất quan ngại á. Cái yếm này quan ngại vì nó nằm ở cái ranh giới giữa sự thời thượng và quê. Ấy, cái mức giá của nó là đồ si 50. Năm chục. Nhưng mà nó có tác đồ mới là si chưa? Si nữ chưa? Hay là hời? Hay là đồ mới ta? Nhưng mà nhìn nó mới thiệt, nhìn nó rất mới luôn. Còn bên đây của mình là đúng đồ si mọi người. Nhìn nó sẽ có cái sự mà giống như đã sử dụng rồi, đã qua giặt rồi đó. Ê, hình như là đây đúng chưa? Đó. Ủa vậy hả? Ừ. Không phải, nó lệch lắm chị Thư. Nó bị đứt một cái cúc ở đây nè. Giờ mới biết. Thế hôm nay em mặc kiểu gì? Em làm nhớ đâu có đứt cái cúc nào đâu ta. Rồi, thế nên đây mới đúng chất là đồ si này ta. Ấy, hồi bữa mua 50. Hồi bữa mua nhớ là nó đủ 2 cúc mà. Được rồi. Thôi nhưng mà nói chung là cũng xinh đấy. Lát mặc một bên thôi. Rồi, okay. Kiểu cấp vậy. Vậy chỗ này là 100 rồi nè. Chiếc áo này có giá là 20. Chung chỗ với cái váy này với mức giá là 30. Trời, đồ jean mà 30. À, nhưng mà hơi bị ố một chút ở đây này. Thấy không? Mọi người thấy cái vết ố không mọi người? Tuy nhiên mà 50 cho một bộ đồ như vậy là quá rẻ luôn đó mọi người ơi. Và cuối cùng là cái màu nắp đít. Màu nắp nhất 100.000 của chị Thư. Nhưng mà cái này là chắc là sơ mi có chọn lọc rồi, có tuyển chọn hàng đẹp rồi. Mà đẹp thật. Hàng chuyển chọn chất lượng cao đồ đó. Rất xinh nha. Cái sơ mi này chị Thư cũng đã mặc thử cho mọi người coi đó. Với 250 tụi mình đã phối ra được 4 bộ đồ. Dữ chưa? Còn bây giờ thì lên đồ. Reno 8T 5G với màu sắc đẹp, khung máy được bao công 4 cạnh viền tạo cảm giác rất dễ cầm nắm. Camera có độ phân giải 108MP và kích cỡ cảm biến lớn. Reno 8T 5G cho phép chụp ảnh với độ sắc nét cao hơn, cảm biến lớn cũng như đem lại trải nghiệm chụp ảnh thiếu sáng ấn tượng, giảm nhiễu và mờ nhòe gần như triệt để. Pin em này siêu trâu luôn, dùng cả ngày mà không hết. Đặt ngay Oppo Reno 8T tại Cell Phone S với mức giá tốt nhất thị trường, chỉ 8.490.000, tặng kèm gói bảo hành VIP và ưu đãi thanh toán vô cùng hấp dẫn. Xem ngay dưới link comment nhé. Mọi người cảm thấy như thế nào? Còn tôi là tôi thấy là bữa hôm nay là tụi mình rất hời luôn á, săn được những em gọi là phối ra quá tuyệt vời. Tôi không trông chờ nhiều đến vậy nhưng hôm nay tôi ơi bất ngờ đó. Nói chung là còn phối đẹp luôn ấy, đẹp hơn cả ở tất cả các chợ khác mà chúng mình đã từng đi. Nhưng mà đợt này thì chúng mình vẫn chưa săn được nhiều hàng hiệu nha. Nói chung là để săn được những cái món hàng như vậy thì phải đạt tới cái trình độ level thượng thừa, với lại mình phải chịu khó bỏ nhiều thời gian hơn ra để đi săn. Còn tụi mình thì chỉ có vài tiếng thôi, cũng không kịp để săn được những em hàng hiệu. Vừa rồi là trải nghiệm của chúng mình đi săn đồ tại chợ đồ si Đà Lạt.
Và các bạn cảm thấy như thế nào đừng quên để lại comment cho tụi mình nha. Mọi người còn muốn tụi mình làm mà phối đồ ở đâu nữa hay săn ở đâu nữa thì comment hết lên cho tụi mình đọc được rồi mình đi làm liền. Ngoài ra thì mọi người đừng quên chạy ngay đến Saconet hốt liền em Oppo Reno 8T 5G này nha. Quá là xinh luôn mọi người thấy không? Hôm nay tụi mình phối chung với đồ tụi mình nó cảm thấy rất hợp luôn á. Rồi, bây giờ đừng quên like, share và subscribe cho Reno. Bye bye. Hẹn gặp mọi người những video sau.